Quyển 91 thứ 2 Nhiếp Trạch Sự Sứ Khế Kinh Phần 3. Lại nữa Ốt Đà Nam nói: Ly dục chưa ly dục, hỏi nhân duyên đường nhiễm, giữ mạng chưa xứ thầy, nên biết đều rộng tuyết. Nếu có bí xô ở dục giới đây, hoặc đã ly dục hoặc chưa ly dục, đối với năm diệu dục ý nhận biết pháp định địa ba đời, lục đàng tạp nhiễm do ba chủng truyền, và căn bản sở hữu tùy nguyên của kia, khiến trong hiện pháp chẳng khảm niệm hướng đến chứng kiếu cánh niết bàn, nên biết trong đây, do đời quá khứ đường kia thủ thức, do đời vị lai thuộc kia thủ thức, do đời hiện tại đằng trước kia thủ thức, do căn bản sở hữu tùy nguyên của kia rơi trong sự tương tục, thường đuổi theo nên trước kia thủ thức. Trái tướng đây, lúc không tạp nhiễm ở trong hiện pháp khảm năng hướng đến chứng kiếu cánh niết bàn. Lại nữa ở trong thánh giáo nên biết có bốn dạng người như lý hỏi: một, người có tịnh tín hoặc các trường giả hoặc con trường giả; hai, bí xô đa văn đầy đủ thông tuệ; ba, người thân cận thừa sự bậc đại sư; bốn, bậc đại sư có hai nhân duyên đối với đệ tử Phật biết mà cố hỏi, đó là quán xét biết đệ tử tùy muốn thỉnh hỏi mà do sợ hãi, hoặc ở nơi nghĩa ấy đệ tử kia không thể rõ biết, cho nên vì muốn ngăn ngừa lỗi ở hiện tại vị lai, vì khiến tránh pháp được kiểu trụ mà Phật hỏi. Lại nữa do hai nhân duyên liền hỏi: sáu thức thân lấy nội xứ, nội sáu xứ làm nhân, lấy ngoại sáu xứ làm duyên. Tức là vì nội sáu xứ làm chỗ nương gá của chủng tử sáu thức thân kia, lại vì nội sáu xứ chỉ một loại tương tục như chỗ đã được trước mà rốt ráo chuyển. Nếu không phải cái lẽ của cảnh giới như vậy, tức kia chẳng phải làm chỗ nương gá của chủng tử, lại kia chẳng phải một loại tương tục chuyển. Lại nữa, do hai chủng tướng nên rõ biết chủng tất cả tạp nhiễm: một, tự tánh tất cả tạp nhiễm; hai, đường đi tất cả tạp nhiễm. Nói tự tánh là dục tham và các tạp nhiễm làm căn bản, nói đường đi là nội ngoại xứ năng thủ sở thủ có sự sai biệt. Lại nữa, nếu các bí xô tùy quán sát hai ở hai xứ như lý tăng ý làm chỗ nương, thì ở nơi hai chủng tạp nhiễm hoặc ở thời hành hoặc ở thời trụ, tâm lẽ được giải thoát. Sao gọi là ở hai xứ? Đó là tự chăm sóc giữ gìn thần mạng, bỗng nhiên chết yểu và tâm bất thiện chết đi vào các đường ác. Sao gọi là như lý tác ý làm chỗ nương, lại ở nơi chủng tạp nhiễm nào tâm lẽ được giải thoát? Đó là như lý tác ý, thả thân ta phải chịu vô số sự đánh đập tổn hại, chớ khiến tâm ta bất thiện mà chết, sẽ sanh vào các đường ác. Lại ta phải như thật quan sát đồng hành với hỷ lạc, vì muốn đối trị bất thiện hiện hành, chân thành siêng năng tu tập các hành vô thường. Nếu ở thời hành tạp nhiễm phát khởi, do ở nơi các cảnh giới chấp giữ các tướng, chấp giữ tùy hảo, tức liền khiến tâm giải thoát. Tức ở thời trụ viễn ly, tạp nhiễm phát khởi do trùng trùng, tầm tư, các ác bất thiện, tức liền khiến tâm giải thoát. Nên biết trong đây tạp nhiễm thứ nhất giống như nhân, tạp nhiễm thứ hai giống như quả. Lại khi hai tạp nhiễm hiện tiền chuyển chuyển, tức phát sanh hai xứ, đó là mạng sống mà mình chăm sóc giữ gìn, lúc bấy giờ nhanh bị chết yểu và tâm bất thiện chết, sẽ đi vào các đường ác. Cho nên ở nơi hai chủng tạp nhiễm kia, trong một sát na thấy sầu quá hoạn, phát sanh tâm hổ thẹn, còn là diệu thiện huống năng tường tục. Lại có xứ quay về hướng đến của nhiều chúng ma, đó là nơi yên ở của tạp nhiễm đắm trước, người trí rõ biết cần phải tránh xa, đó là các loại dị sanh đã ly dục, hệ thuộc các xứ định sanh hỷ lạc, là nơi cư trú của nhiễm trước ái vị. Người chưa ly dục, ở nơi năm diệu dục lấy sự thọ dục làm chỗ nương, là nơi yên ở của nhiễm trước tham ái, vui thích đấu tranh cãi vã. Đối với hữu tình có ân có oán, là nơi cư trú của nhiễm trước ái khỏe, rộng lớn phẩm thượng, năng dẫn cảnh giới thuận lạc thuận khổ, là nơi cư trú của nhiễm trước mong cầu tìm kiếm tham ái ba đời. Nên biết trong đây các cú sai biệt là khả hân, khả lạc, khả ái, khả ý như trước đã biện. Không khả hân vì ở đời vị lai không đáng vui, không khả lạc vì ở đời quá khứ do tùy nhớ nghĩ những điều không đáng vui, không khả ái vì ở nơi các cảnh giới không đáng vui, không khả ý vì ở nơi các thọ không đáng vui, lại nói khổ vì ở nơi cảnh giới không đáng vui, nói tổn não vì ở nơi các thọ không đáng vui, nói trái nghịch vì ở đời quá khứ không đáng vui, nói nghịch ý vì ở đời vị lai không đáng vui. Lại nữa, có hai chủng tạp nhiễm: một, ngoại cảnh tạp nhiễm; hai, nội thọ tạp nhiễm. Mắt làm chỗ nương đối với các cảnh như sắc sanh khởi các sự tham trước, gọi là ngoại cảnh tạp nhiễm. Các xúc làm chỗ nương bên trong tham đắm lãnh thọ,
gọi là nội thọ tạp nhiễm. Ở trong bát niết bàn, hai tạp nhiễm đầy vĩnh viễn tịch diệt đều không thể có được, chẳng phải là nơi dạo chơi của các ma oán. Lại nữa, do 15 tướng nên rõ biết tất cả chủng loại ái tạp nhiễm, kiến tạp nhiễm, tức là ở các xứ do các triền nên gọi là chứa nhóm, do tùy miên nên gọi là giữ gìn, do ngã kiến nên gọi là che đậy. Sai khác còn lại nói rộng như trước, như ở trước, như phần nhiếp dị môn. Lại nữa, Út Đà Nam nói chung, nhân đồng phận thầy, chỉ tác duyên thầy, tham phẩm thượng thầy, sau nhiều trụ thầy. Út Đà Nam nói riêng, nhân đồng phận tư phược, giải thoát tướng khắp xúc, thắng giải hộ căn môn, tương giáo thọ là sau. Các thánh đệ tử ở nơi nhân đồng phận thức mà tùy nhập vô ngã, do ba chủng tướng ở trong các thức mà trụ chánh quán. Sao gọi là nhân đồng phận thức tùy nhập vô ngã? Do hiện thấy năm hữu sắc xứ, bốn đại chủng thân hoặc tăng hoặc giảm, hoặc thù hoặc xả, tánh vô thường, nên ở nơi thức duyên kia tùy nhập vô thường, vô thường nên khổ, khổ nên vô ngã, do nhân duyên đầy tùy nhập vô ngã. Sao gọi là đã nhập tùy nhập tánh vô ngã? Dụng ba chủng tướng ở trong các thức mã trụ chánh quán, đó là các tà kiến, tất cả đều lấy ngã kiến làm gốc, cho nên gốc đây tất phải đoạn trước. Lại dụng chánh tuệ, tức quán sở y sở duyên của thức chuyển chuyển sai biệt, nên có vô lượng chủng. Lại quán thức đây lúc chuyển sai biệt như lượng sát na, an trụ chắc thật còn không thể có được, hạ hướng rốt giáo. Lại nữa, ở trong sáu xứ diệt rốt giáo, tịch tĩnh khẩu hí luận, mà phát khởi hí luận đồng hành với bốn chủng hành tướng, đó là hoặc có hoặc không, hoặc khác hoặc không khác, thì không nên tư duy, không nên phân biệt, không nên cật vấn, chỉ nên nương điều khác để tăng trưởng giác tuệ, quan sát sâu xa ý thú chân thật. Đó là nếu lấy sáu xứ kia có sanh có diệt thì tướng khác nhau chuyển chuyển thì thuyết có thể nhận biết. Do sanh diệt nên có và không khá có thể được, vì có tướng khác nhau nên chờ đợi chủng loại khác, tức tánh khác khá có thể được. Nếu chờ đợi chủng loại của chính nó trước sau không diệt khác thì tánh không khác khá có thể được. Ở đây sáu xứ vĩnh viễn diệt, tướng thường tịch tĩnh, cho nên phát khởi hí luận đồng hành bốn chủng hành tướng tư duy quan sát thì không đúng đạo lý, nên biết trong đầy chỗ tư duy phân biệt phát khởi nói năng, năng dân vô nghĩa gọi là hí luận. Vì cớ sao? Nếu lúc diệt giả hạnh ở nơi xử lý như vậy không thể tăng thêm chút phần pháp thiện, không thể tổn giảm pháp bất thiện, cho nên thuyết kia gọi là hí luận. Lại nữa, ở nơi nội ngoại xứ, nếu có dục tham, lúc cảnh giới hiện tiền hoặc không hiện tiền mà các căn không thể xả bỏ đối với cảnh kia, nên gọi là phược. Nếu không dục tham, giả sử có cảnh giới đang hiện tiền, các căn đối với kia còn năng xả bỏ, huống chi không hiện tiền, nên gọi là giải thoát. Lại nữa, người khéo tu phạm hạnh ở nơi các uẩn xứ ngã và ngã sở kiến đã vĩnh viễn đoạn trừ, nếu tiếp xúc với thọ khổ do bị tổn thân cho đến đoạt mạng, chọn cũng không có sự biến đổi sắc, biến đổi tâm, như vậy gọi là tướng thô khéo giữ gìn căn. Do kia khéo giữ gìn các căn như vậy, lực giải thoát bốn khổ tăng thượng, có được bốn chủng hỷ. Một, do đường lai ngoại duyên khiến sanh khổ được giải thoát. Hai, do đường lai nội duyên khiến sanh khổ được giải thoát. Ba, ở hiện pháp khi bát niết bàn, do hai chủng ý tạo tác các khổ được giải thoát. Bốn, thông đạt lúc đã mạng chung rồi, đồng như cây cỏ ở đời, nên tất cả khổ không tương tục, do hai chủng tướng đồng như cây cỏ. Một, thông đạt sáu xứ lìa tưởng hữu tình, đồng như cây cỏ ở đời. Hai, thông đạt do sáu xứ làm chỗ nương, khiến lửa tham sân si mới cháy mạnh mẽ, đồng như cây cỏ ở đời. Các thánh đệ tử khéo tu phạm hạnh, đường lai khổ hậu hữu chẳng sanh, thành tiểu ít phần minh, lực giống như chư Như Lai, chẳng phải hiện pháp duyên khổ chẳng sanh, giả sử sanh rồi nhanh chóng đạn trừ, chư Như Lai thảy đều thành tiểu hai chủng minh lực, cho nên gọi là vô thượng minh trì. Lại nữa, Sa Môn Bà La Môn vượt qua hiện lượng, còn không thể mê hoặc ngu phu thế gian, uống các bậc trí, tất cả đều là chỗ yên trú của ngu si, lấy hư vọng kế chấp làm chỗ nương, hoặc nương tiền tế, hoặc nương hệ pháp chấp trước kiên cố, kiến lập bốn chủng tà luận khổ vui. Đó là nương tiền tế hư vọng kế chấp cho là nhân đời trước làm, nên lập các khổ vui. Vì một hướng mình làm hư vọng kế chấp, lấy hy tự tại biến hóa làm nhân, nên lập các khổ vui. Vì một hướng người làm hư vọng kế chấp trước do tự tại làm, như về sau do nhân đời trước làm, nên lập các khổ vui. Vì mình làm người làm hư vọng kế chấp không nhân sanh, nên lập các khổ vui. Vì không phải mình không phải người hư vọng kế chấp nhân sanh,
nên lập các khổ vui. Nếu nương hiện pháp hư vọng kế chấp hoặc chỗ sanh khởi tùy muốn của bản thân mà tự tác dụng công thì lập mình làm, hoặc không theo ý muốn, không tự mình hiểu biết mà bị người dẫn thì lập là người làm, hoặc tùy theo ý muốn tự mình hiểu biết lại được người dẫn dắt thì lập là mình người làm, không phải do dụng công của mình, của người làm tiền dẫn cho sự sanh khởi, chỉ do cảnh giới hiện tại tiền nên không thể thông đạt tiếp xúc nhân vi tế, nên khởi tà chấp đó là chẳng phải mình người tạo tác nhân sanh, nên lập không nhân sanh. Trong đây chỉ có các căn cảnh thức hòa hợp sanh ra khổ vui khá được, đều không có tiền tế, hoặc trong hiện pháp, hoặc là mình, hoặc là người, thật có được, chỉ tức ở ba sự hòa hợp đây, mà giả lập là mình là người, cho nên phải biết chỉ có xúc ấy đi vào khắp tất cả làm nhân khổ vui. Lại nữa, do bốn chủng tướng tránh phát khởi tinh tấn, nhanh chóng khiến các lậu vĩnh viễn tận không sót thừa. Những gì là bốn phát khởi tinh tấn bình đẳng? Đó là không phát riêng tinh tấn thái quá, khiến thân tầm mỏi, mệt, tổn não, cũng không phát khởi tinh tấn quá, trì trệ, xả bỏ thân mạng một cách vô ích. Đây là tướng ban đầu. Lại không do đây mà sanh kiêu mạn, như khởi nghĩ riêng ta năng phát sinh tinh tấn, người khác chẳng vậy. Đây là tướng thứ hai. Lại ở nơi quả của sự chân chánh phát sinh tinh tấn, chạm đến sở chứng sai biệt thế gian mà không ái vị, tu không phóng dật, đồng hành với đây. Đây là tướng thứ ba. Lại ở tướng tinh tấn bình đẳng như vậy, năng khéo nhiếp thọ, khiến đương lai không thối thất. Đây là tướng thứ tư. Chân chánh phát sinh tinh tấn như vậy, vĩnh viễn tận các lậu thành a la hán. Nếu muốn ở chỗ đại sư, các bậc có trí đồng phạm hạnh, ký biệt chỗ chứng sai khác của mình, thì trong năm loại bổ đặc xà la, chỉ cần có bậc a la hán, chỉ có bậc a la hán ở nơi sáu xứ thắng giải năng chân chánh ký biệt. Sáu xứ thắng giải đây lấy ba học làm chỗ nương. Sao gọi là sáu xứ thắng giải? Một, thắng giải xuất ly. 2. Thắng giải không não hại. 3. Thắng giải viễn ly. 4. Thắng giải ái tận. 5. Thắng giải thủ tận. 6. Thắng giải tâm không quên mất. Sao gọi là ba học? 1. Tăng thượng giới học. 2. Tăng thượng tâm học. 3. Tăng thượng tuệ học. Sao gọi là năm loại bộ đặc giá la? 1. Loại dị sanh ở tại cư gia, chỉ nương tín mà phát sanh quý thích, sẽ quyết rõ ràng việc xuất ly, nên từ cảnh giới trói buộc kia mà tâm cầu xuất ly. Đây gọi là bồ đạc giả la thứ nhất, có thắng giải xuất ly. 2. Loại dị sanh đã tự mình xuất ly, chỉ nương giới, thần ngữ ý hành, hạnh không não hại đối với các hữu tình. Đây gọi là bồ đạc giả la thứ hai, có thắng giải không não hại. 3. Loại dị sanh năng đoạn trừ yêu thích lợi dưỡng và cung kính, và trong hệ pháp ly dục dục giới. Đây gọi là bồ đạc giả la thứ ba, có thắng giải viễn ly. 4. Hàng hữu học đã thấy dấu vết đế. Đây gọi là bộ đặc giả la thứ tư, có cả sáu chủng thắng giải. 5. Hàng vô học đắc a la hán. Đây gọi là bộ đặc giả la thứ năm, có đầy đủ sáu chủng thắng giải. Trong đây nên biết phát khởi xứ thắng giải thứ nhất và thứ hai, lấy học thứ nhất làm chỗ nương. Phát khởi xứ thắng giải thứ ba, lấy học thứ hai làm chỗ nương. Phát khởi ba xứ thắng giải sau cùng, lấy học thứ ba làm chỗ nương. Nếu do trí đây mà năng đoạn trừ phiền não, và phiền não được đoạn trừ, nên biết đây gọi là tâm không quên mất. Lại ở đường lai đoạn nhân hậu hữu, gọi là ái tận, cảnh giới thiện pháp, các tạp nhiễm đoạn diệt, gọi là thủ tận. Lại bộ đặc giá la thứ nhất kia có tránh tín thắng giải xuất ly, vẫn chưa quyết định ở đường lai, có sự xả bỏ cùng với thối lui. Bộ đặc giá la thứ hai có thắng giải không não hại, và bộ đặc giá la thứ ba có thắng giải viễn ly, nên biết cũng vậy. Các bậc hữu học ở nơi sáu xứ thắng giải, tuy đương lai không kham năng xả bỏ và thối lui, nhưng giống như đứa trẻ đang trì niệm tuệ thầy còn yếu kém, tuy sanh nơi thánh xứ mà chưa khéo tu nên không thể xa lìa, vĩnh viễn đoạn trừ tham sân si không sót thừa, do tệ còn yếu và do tham chưa vĩnh viễn đoạn trừ. Nếu gặp cảnh giới thắng diệu hiện tiền, luôn lạc mất chánh niệm. Do nhân duyên đây cần phải siêng năng phát khởi học tâm giải thoát và tuệ giải thoát, tận trừ các phiền não. Cho nên bồ đặc giả la hữu học vẫn còn việc phải làm, do còn phần đây nên gọi là yếu kém. Bậc A-la-hán ở nơi sáu xứ thắng giải, đường lai còn không khả năng thoái lui, huống có xả bỏ. Vì khéo tu đạo nên tham sân si thay đều được vĩnh viễn đoạn không sót thừa, thắng giải ái tận, thủ tận thảy đều viên mãn, vì đã đắc tận trí, vô sanh trí và nhiếp thọ sáu chủng hàng trụ.
chỗ có trí tuệ không phải như bậc hữu học luôn bị lạc mất chánh niệm. Vậy nên bậc A-la-hán ở nơi sáu xứ thắng giải do nghĩa tối cực viên mãn bậc nhất, nên cũng gọi là thành tựu tối cực thành tịnh. Chẳng phải Bồ Đạt Già La ở địa vị kém hơn mà đang thành tựu việc đây. Tuy nhân duyên như vậy, cũng không tự đề cao ký biệt chỗ hiểu. Vì ở nơi sở hành sở duyên tam ma địa không bị tán loạn, gọi là bên trong tâm an trụ. Vì khéo thành tựu viên mãn tam ma địa, gọi là không hẹp nhỏ. Vì lìa trói buộc của tất cả phiền não, gọi là khéo giải thoát. Vì khéo tích tập chính tuệ, gọi là khéo tu. Vì kiến diệt tận, nên không có ái vị, tâm đầy một hướng chỉ thiện vô tội. Lại nữa, có hai chủng Bồ Đạt Già La. Một, không thể mật hộ căn môn. Hai, khéo hay mật hộ căn môn. Sao gọi là Bồ Đạt Già La không năng mật hộ căn môn? Như có người ở nơi các cảnh giới không như lý tác ý tư duy, ở nơi sắc khả ái bị sự trói buộc của tham dục triền, ở nơi sắc không khả ái bị sự trói buộc của sân khỏe triền, lại ở nơi cảnh kia không thể nhớ nghĩ tai hoạn của chúng, giả sử có những nhớ nghĩ cũng không khéo tu tập. Do nhân duyên đây, tâm bị che đậy vi tế bởi các triền, khiến các triền kia sanh khởi mà không sao chế phục. Lại dị sanh chưa đắc tâm, tuệ hữu học giải thoát thì đối với tâm tuệ vô học giải thoát cao hơn, không thể như thật biết. Do không biết nên đối với các tâm tuệ hữu học giải thoát cũng không năng thành tựu viên mãn. Người kia lúc bấy giờ chưa dụng lực tu tập làm chỗ nương, chưa năng vĩnh viễn hại diệt chỗ có thô trọng của phẩm phiền não, lại không nương lực khéo léo từ trạch trước kia, cũng không thành tựu niệm làm nhân duyên, nên biết không thể mật hộ căn môn. Do ba tướng đây mà biết Bồ Đạt Già La không năng mật hộ căn môn. Một, do triền. Hai, do khuyết giảm đối trị nhiếp thuộc lực tư trạch. Ba, do khuyết giảm đối trị nhiếp thuộc lực tu tập. Trái với tướng đây nên biết là phẩm bạch là Bồ Đạt Già La khéo hay mật hộ căn môn. Lại nữa, do hai chủng tướng mà các thánh đệ tử đối với giáo pháp mà đại sư sở thuyết năng tránh ký biệt, năng khéo tuyên thuyết, đó là năng biện trạch giải thích nghĩa chân thật. Sao gọi là hai? Một, do ý thú tuyên thuyết như vậy, năng khéo ngộ nhập ý thú như vậy mà chân tránh ký biệt. Hai, Như Lai dùng vô lượng môn rộng tuyên thánh giáo, vì vô lượng phẩm Bồ Đạt Già La mà biện thuyết trùng trùng ở nơi giáo pháp đây, không trái pháp tánh, năng chân tránh ký biệt. Lại nữa, do hai chủng tướng nên tránh rõ biết tần học bí sô thậm tâm phối tích đối với pháp tỷ nại gia mà Phật thuyết. Một, do tướng thân không biến đổi. Hai, do tướng tâm không biến đổi, tức là do hình sắc rất sáng tịnh, diện mạo hoàn hỷ sáng tịnh, thể ra thật tươi nhuận không bị suy tổn, các căn điều hòa vui vẻ tịch tĩnh, đây là thân không biến đổi. Tùy tài vật có được liền sanh vui đủ, xa lìa tham vui tích chứa tài của vật thực để thọ dụng, đối với gia thất không lòng biến tiếc, đây là tâm không biến đổi. Lại có ba chủng đối trị tham dâm, năng khiến tham dâm chưa sanh chẳng sanh, đã sanh tìm đến đoạn. Một, tư duy tưởng không được hành. Hai, tư duy tưởng rất bất tịnh. Ba, mật hộ tất cả căn môn, trong đây lược rộng mật hộ tất cả căn môn như Thanh Phản Địa đã thuyết, đó là người năng mật hộ các căn môn không khiến thân xúc chạm người nữ, gọi là khéo hộ thân. Đối với các người nữ không thấy, không nghe, không nhớ nghĩ, gọi là khéo gìn giữ căn. Giả sử thấy, giả sử nghe, giả sử tùy nhớ nghĩ, tức năng trường thời nhiếp thọ chánh niệm, dùng tuệ mãnh lại thấy sâu lỗi lầm của chúng, gọi là khéo trụ niệm. Người kia do khéo hộ thân, khéo gìn giữ các căn, khéo trụ chánh niệm như vậy, lại năng tư duy tưởng không được hành, do đầy phiền não chẳng thể che tâm khiến tạm rơi trong vị vui đắm. Lại năng tư duy tưởng rất bất tịnh, do đầy phiền não chẳng năng che tâm khiến nhanh chóng thối chuyển. Ốt Đà Nam nói, duy duyên tầm tư nguyện, tất cả chủng luật nghi, nhập thánh giáo trọng hộ, khéo sẵn thắng từ lương, xả sợ học đắm xứ, nghĩa bất thiện tùy chảy, thắng Bồ Tát thừa khác, thi thiết luận rốt sau. Do trước tạo tác các nghiệp phiền não và chủng tử của chính nó tương tục, là chỗ dẫn phát các thọ sanh khởi. Sáu xúc xứ ấy chỉ là duyên tạo tác, như tâm phát khởi công dụng dẫn dắt các thủ thọ nghiệp. Đây chỉ năng làm duyên trợ bạn cho thủ thọ, nên biết trong đây đạo lý cũng vậy. Lại nữa, có các bí sô an trụ trốn không nhàn, như pháp thọ dụng giới hạn ngọa cụ, nếu có tầm tư quấy nhiễu năng khiến tháo động, có các cảnh tướng thắng diệu hiện đến nơi tâm, nên biết là phẩm loại tạo tác của ma. Trong đây bí sô nên dùng chính tướng an trụ tâm, từ tầm tư tương ưng các cảnh giới phải nhiếp tâm khiến trụ, không để một trong số tầm tư thuận tiện phát khởi. Nếu do nương đây,
do cảnh giới đây mà có sự hưởng đến mùi vị, thì đối với cảnh giới ấy tùy chỗ đã được, tùy chỗ đã trụ mà năng tự xa lìa. Bấy giờ vị kia đối với sự khả ái chọn chẳng nương các tầm tư dục mà phát khởi gây tạo, cũng đang xa lìa tầm tư khỏe và tầm tư hại mà tịnh tu nơi tâm. Ở trong hiện pháp năng đắc niết bàn, đã đắc niết bàn chọn chẳng cùng gầy cạnh tranh cãi vã, bởi các sự cạnh tranh kia gây suy tổn lớn trong thánh giáo tỳ nại già của Phật. Nếu phát khởi tầm tư ngu si như vậy cũng không khác gì tầm tư như ngoại đạo. Lại nữa, nếu do nhân khổ hậu hữu đời trước nên ở trong hiện pháp có quả pháp sáu xúc xứ do lúc sáu cảnh giới làm tổn não mà chuyển, nếu có bí xô vì cầu hậu hữu mà tự phát thệ nguyện tu hành phạm hạnh, bấy giờ khiến nhân khổ hậu hữu thứ bảy đại chuyển tăng trưởng gấp bội làm tổn não ở trong hiện pháp năng chứng niết bàn. Do nhân duyên đầy chẳng quyết định đường lai năng đắc an ổn viên mãn, cho nên kẻ có nguyện hậu hữu nên biết ở trong trói buộc vi tế, tối cực vi tế. Vì cớ sao? Như trong ba ba cung trời kia có một nhà ngục, trong đây giam giữ trói buộc trừ thiền hoặc phi thiền. Nhưng do pháp nhĩ kia tạm được giải thoát, dùng rượu dục cõi trời mà vui thích dù hí, cho đến chưa khởi tâm trốn thoát. Nếu tâm đầy khởi liền mất các diệu dục, trở lại thấy tự thân bị sự trói buộc bằng các vật trói kia, vừa mới khởi tâm liền bị trói buộc của vật trói vi tế. Vì lấy thời phần nên nói là vi tế, không phải vì khó nhận biết mà nói là vi tế. Bởi lẽ lúc kia bị trói buộc năng tự hiểu rõ tà này có trói buộc và các bí xô tâm mỏng vốn hậu hữu, nếu khởi tâm đầy tức liền bị trói buộc, đã bị trói buộc rồi không thể rõ biết tự thân mình đang bị trói buộc. Cho nên sự trói buộc đầy tối cực vi tế nên biết vì thời phần, vì khó nhận biết đồng là vi tế nên gọi là cực vi tế. Lại nữa, nếu các bí xô tình cần gia hạnh phòng hộ giữ gìn các căn môn, ở nơi luật nghi và phi luật nghi phải nên rõ biết, ở nơi luật nghi thế gian hữu học phù học phẩm hạ trùng thượng phải nên rõ biết. Sao gọi là luật nghi? Như có người tầm bị các sự tạp nhiễm nơi cảnh khả ái, nhưng không nhẫn, không thọ, không chấp, không thủ. Giả sử tạm phát khởi, nhưng trở lại xả bỏ, đây gọi là luật nghi. Sao gọi là phi luật nghi? Như lấy thứ lớp của nghề nông để làm dụ. Đó là có bí xô gần gũi bậc thiện sĩ, lắng nghe chánh pháp, đắc ý như lý, tránh tu sở duyên cảnh giới, ruộng lành, khiến đây sanh khởi mầm thiện càn đã cấy. Nhưng trùng tánh đây vốn nhiều tham mãnh lợi, chưa từng thường xuyên tu tập đối trị tham dục, cũng chưa từng có tầm quý mãnh lợi. Nếu kia gặp cảnh giới thắng diệu hiện tiền, vì bản tánh tham mãnh lợi, vì chưa từng thường xuyên tu tập đối trị tham, và vì tàm quý đều kém mỏng, nên phát khởi tham truyền bám chấp kiên cố không xả bỏ. Tâm ở nơi tham truyền không thể tự phòng hộ mà lại phóng túng, tác ý phi lý giống như thả trâu tâm vào cảnh giới ruộng, tổn hoại mầm thiện căn đã cấy, bởi nhân duyên đây gọi là phi luật nghi. Lại có người năng nhanh chóng tác ý ở nơi các cảnh giới tự thầu nhiếp thúc liễm, nhưng chưa năng quan sát chỗ có quá hoạn khiến chúng không khởi trở lại, đây gọi là luật nghi thế gian phẩm hạ. Lại như có người năng nhanh chóng tác ý ở nơi các cảnh giới tự thầu nhiếp thúc liễm, cũng năng quan sát chỗ có quá hoạn của kia khiến chúng không khởi trở lại, đây gọi là luật nghi thế gian phẩm trung. Do đây làm chỗ nương nên thu được bốn chủng tác ý nhập lấy chính tướng tâm trụ, nên biết như trước trong thành phần địa đã thuyết, do đạt được như vậy gọi là các loại dị sanh địa dục tham. Người kia lúc trước tụ tập ra hạnh quán như người nông phu, nay được tăng thượng giống như đại vương đối với các thọ thắng diệu do chứng đắc đẳng trí trước kia phát sanh, năng chân tránh rõ biết là chỗ cư trú nương ở của đại phóng giật rồi, liền xử lý như đối với quần thần, tăng thượng lắng nghe chánh pháp, phát sanh trì tỷ bát xá na dưới sự nhiếp hộ của thắng xà mà tha, khiến quán sát thọ do kia sanh khởi tánh là duyên sanh, vì tánh duyên sanh nên thể là vô thường. Người kia do quán như vậy để dùng tác ý đồng hành các tướng quá hoạn của ý địa mà được ly dục, đã ly dục rồi lại vì quán sở y đẳng trí riêng khác nên thành mười chủng sai biệt, vì thầy phần riêng khác nên thành nhiều trăm sai biệt. Trong đây sở y đẳng trí riêng khác nên thành mười chủng sai biệt, tức là có tầm có tứ, hoặc không tầm duy chỉ tứ, hoặc không tầm không tứ, hoặc hỷ đồng hành, hoặc lạc đồng hành, hoặc xả đồng hành, hoặc phần thối lui, hoặc phần trụ, hoặc phần thắng tiến, hoặc phần thuận quyết trạch. Vì thầy phần riêng khác nên thành nhiều trăm sai biệt, tức là quan sát hành tướng như vậy, do nương thời phần
sanh, trụ, diệt nên thành đạo lý sai biệt, nên biết đây lại có nhiều trầm sai biệt. Như vậy rõ biết thọ do kia sanh khởi chính là tánh vô thường, có chủng chủng tánh lưu chuyển sai biệt rồi. Được do bà tướng lại quan sát kia là tánh vô thường, tức là do sở y, do hiện hành và do nhân. Do sở y, tức là cao nhất cho đến đệ tứ tịnh lự, chỗ có sắc thân là chỗ nương của thọ. Do hiện hành, tức là cao nhất cho đến diệt thọ tưởng định, trong khoảng đây, tưởng thọ nhiều phần hiện hành. Do nhân, tức là sở hữu nhân thọ ở đời tương lai, tức suy nghĩ, mong cầu, quan sát như vậy cho đến hữu đảnh, sở hữu các pháp duyên sanh tánh đều là vô thường. Như vậy như lý tránh quan sát sâu các lì dục địa, đây gọi là luật nghi thế gian phẩm thượng. Nên biết trong đây hai luật nghi trước là do lực từ trạch nhiếp, một luật nghi sau là do lực tù tập nhiếp. Vị kia đã thành tựu lực không phóng ra thắng diệu như vậy. Vì như thật, thông đạt lý thánh đế liền năng vĩnh viễn đoạn trừ chấp ngã, ngã sở, lấy đây làm hành dẫn đầu đoạn trừ tất cả phiền não kiến đạo sở đoạn, lại năng thành tựu luật nghi hữu học. Vị kia tức tụ tập luật nghi hữu học để năng vĩnh viễn đoạn vọng chấp ngã mạng, lấy đây làm hành dẫn đầu đoạn trừ tất cả phiền não tù đạo sở đoạn, chứng đắc rốt ráo luật nghi vô học. Ngoài luật nghi trên đây không còn luật nghi nào khác hoặc thêm hoặc hơn. Lại nếu các bí sô đã lãnh thọ thánh giáo mà không phòng hộ các căn, người kia liền một hướng tạo tác các khổ, đó là hậu pháp khổ hoặc hiện pháp khổ. Nên biết người không phòng hộ căn như vậy, cũng như người bệnh hủi vào bụi cỏ lau tủm, bị cảnh giới lá khả ái cắt phá thân, nhiếp thọ các khổ hậu hữu đường lai, động hành vi tế mà không thể nhận biết. Như vậy gọi là do hậu pháp khổ nên nói tạo các khổ. Người kia lại ở nơi đây phát khởi nhiễm trước, rộng sanh hủy phạm. Do nhân duyên đây tuy sống ở chốn không tịch à lan nhã mà hiện tại lãnh thọ sự hồi tưởng hối tiếc hiện hành, phát khởi khổ do tầm tư gây ra. Như cỏ lau châm trích thương hại đến chân, chẳng thể vô ý đi đến sáng sạch thành tịnh. Giả sử mạnh mẽ nhập trong số thanh tịnh tăng, liền nhân người có trí độc phạm hạnh nêu chỗ phạm, người kia bên trong ôm lòng che giấu, tâm như chìm độc, đối với người cử tội phát sanh giận dữ muốn làm tổn hại. Lại các bậc có trí độc phạm hạnh biết kia tránh né, ý vui thấp hèn, thích xả hạnh xa môn, tức liền tránh xa không cùng cộng chú. Hoặc mọi người trong thôn xóm hoặc trốn à làn nhã đều cùng chế giễu chê trách, nói rằng người đây hủy phạm như thế, nói lời ác như thế, làm việc ác như thế, không như pháp như thế, tạp nhiễm như thế. Người đã tịnh tín, thấy vậy liền thay đổi thối thất, người chưa tịnh tín khiến không sanh khỏi tịnh tín. Cho nên người kia ở trong hiện pháp lãnh thọ trùng trùng các thứ khổ do hồi tưởng hối tiếc, do giận dữ, do bị xa lánh, do bị chê trách chế giễu gây ra. Người kia ở hậu pháp cũng lãnh thọ các khổ như trước đã nói, tất cả hợp chung làm một gọi là thọ các khổ. Trong đây sao gọi là phi luật nghi? Ở hiện pháp đã như vậy nên ở hậu pháp có đầy đủ các quá hoạn, đó là vào thời hành xứ đối với cảnh giới hiện tiền phát khởi không nhữ lý, tà tưởng vọng chấp các tưởng tùy hảo, các tướng tùy hảo, do tà tưởng làm tiền dẫn đến vào thời trụ xứ phát khởi tầm tư tương ứng thuận theo kiếm. Do đây ở nơi tất cả lỗi lầm như đã nói ở trước không thể như thật quán thấy, dù có quán thấy lỗi lầm kia mà chưa thể lớp lớp nhiều tu tập, nên ở nơi thân sở y sở hữu tổ trọng của các phần phiền não chưa năng chưa khiển, thân chưa khinh an, đó là sắc thân tâm. Do hành tướng đầy, truyền và tùy miên vẫn còn hòa hợp, đang khiến trái với hai lực đối trị là tư trạch và tu tập, gọi là phi luật nghi. Trái với tướng đầy nên biết là hành tướng luật nghi. Lại luật nghi đầy, do ba nhân duyên năng khiến sự tu tập nhanh chóng được viên mãn. Những gì là ba? Trước hết, ở trong pháp thiện thuyết tỷ nại gia tịnh tín xuất ra, đã xuất ra rồi, liền dùng thần lực do tuệ tương ứng nghe mà thâu nhiếp các loài trùng thú, tương tự như nhiếp giữ sáu căn, đã nhiếp lấy rồi, lại dùng tuệ do tác ý như lý tư duy, phương tiện chân tránh quan sát sâu lỗi lầm họa hoạn của chúng. Bởi tuệ do nghe cao hơn, mà tuệ do tù lại thấp, nên ở khoảng trung gian liền bị trói buộc, ở trung gian bị trói buộc rồi, lại muốn thử ở nơi thần lực kia đã được tự tại chưa, bèn nắm giữ tướng tịnh diệu và lại buông thả ở nơi các cảnh giới. Vì thần lực của kia chưa được tự tại, nên mỗi mỗi rong ruổi khắp các cảnh giới khác biệt, không thể rốt ráo thoát khỏi kia. Vì chưa khéo quán thấy họa hoạn của kia cho nên các độc thú kia cũng chưa khéo điều phục. Đã biết thần lực chưa được tự tại rồi, lại nhiều tu tập tuệ, từ như lý khiến đến rốt ráo,
vượt qua tác ý lại triển chuyển càng sinh tu tập toàn thân chánh niệm. Người kia khéo tu tập chánh niệm nên mỗi mỗi không đang dòng ruồi khắp cảnh giới khác biệt, nên biết lúc bấy giờ kia đã khéo điều phục nên thần lực của kia đã được tự tại. Lại nữa, có các bí sô trước đã tu tập tương đương diệu tuệ, lại được gặp bạn lành viên mãn, lắng nghe các hành có ba chủng quá hoạn, đó là quá hoạn hiện pháp, quá hoạn hậu pháp và quá hoạn hiện pháp hậu pháp. Nên biết trong đầy đại chủng chồng trái nhau làm chỗ nương cho tất cả bệnh tật gọi là quá hoạn hiện pháp. Các hành thường hàng triển chuyển đuổi theo, năng tạo tác, năng đi đến đường ác gọi là quá hoạn hậu pháp. Trước ở hiện pháp kết thành hỷ tham lấy làm chỗ nương, năng dẫn lão tử hiện pháp và hậu pháp gọi là quá hoạn hiện pháp hậu pháp. Như vậy được chung có ba chủng khổ: một tật bệnh khổ, hai đường ác khổ, ba lão tử khổ. Đó là đã lắng nghe các quá hoạn của đường thiện và đường ác rồi, tinh tấn tu hành tùy pháp hành pháp, nhận đầy năng nhập hiện quán thánh đế, kế do trần trí vô ngã, khéo thành tịnh như vào nhà trống, hiện quán nội ngoại sáu xứ đều không. Lúc bấy giờ vị kia dùng tuệ thông đạt, năng tổn hại các phiền não triền do nương các cảnh giới vọng niệm mà phát khởi, cũng năng tổn hại phiền não tùy miên, tham ái tùy miên so thừa, lại tự thông đạt ở trong tương tục có các phiền não, có các tham ái, có các khổ não, có các tổn hại và vượt qua tất cả phiền não tham ái một hướng tịch tĩnh, chứng hữu dư ý niết bản giới, kế sau lại chứng vô dư ý niết bản giới. Vị kia trước tu tập tuệ do lắng nghe chánh pháp, ví như thần cành nhánh lá của cây tích tập thánh đạo, tùy pháp hành pháp làm bè nương tựa, ở trong tu đạo chánh siêng tu tập, thứ lớp chứng tâm thiện giải thoát, an trụ hữu dư ý bát niết bản giới, tất cả tai hoại nhiệt não thảy đều giải thoát. Đã trụ ở đây nên biết vô giáo vượt qua các thứ khổ đến bờ kia. Lại nữa, do bảy nhân duyên tùy đã xuất ra trong pháp thiện thuyết tỉ nại ra, lại hoàn thối thất, giảm bỏ sự tu học chân chánh. Sao gọi là bảy? Một, các dị sanh trừ thể vượt qua các dị sanh địa, ở nên các pháp khổ não của năm thủ uẩn không thể như thật rõ biết năm hành chuyển. Hoặc các dị sanh đối với các diệu dục không thể quán các lỗi lầm họa hoạn phẩm thượng của chúng. Hai, ở thời hành và ở thời trụ hàng thường phóng dật, đối với cảnh khả ái, chỗ có các hình dáng tướng mạo mà nắm giữ không như lý, vì không buộc niệm nên thường xuyên tầm từ phẩm ác không như lý. Ba, không được sự vô ý, tức là hoặc bị vua hoặc bị người bức bách vì hãi sợ nên liền chuyển theo. Bốn, có sự ái thần tộc, tức là đối với quyến thuộc có lòng đái luyến, nếu họ bị yểu mạng vì thương xót nên bị chuyển theo. Năm, ở nơi cảnh giới hoặc thuận theo tham, hoặc thuận theo sân, hoặc thuận theo si, phát khởi mãnh lợi, các phiền não triền. 6. Ở trong sự tương tục của tâm, thường tùy chuyển theo phường. 7. Do có thắng giải yếu kém, không có tất cả thắng giải rộng lớn, đó là xuất ly, viễn ly và niết bàn. Việc ấy thế nào? Do thắng giải yếu kém, nên ở nơi các cảnh giới tâm vui thú nhập. Do đối với tất cả cha mẹ, các việc có sự đái luyến, nên đối với xuất ly đây, tâm không thú nhập. Do không thắng giải ở nơi tám thánh đạo trì, nên đối với viễn ly đây tâm không thú nhập. Do không thắng giải đối với quả phiền não đạn trừ, nên đối với niết bàn đây tâm không thú nhập. Lược do hai xứ thầu nhiếp tất cả lậu, một kiến sở đoạn, hai tu sở đoạn, trong đầy tác ý phi lý và cảnh sở duyên gọi là pháp thuận lậu. Nếu các bậc hữu học năng phát khởi lậu tu sở đoạn, tùy trời vĩnh viễn đoạn tác ý phi lý đối với cảnh giới sở duyên mà do diệu tuệ tránh thông đạt, nên gọi là ở trong pháp thuận lậu đây, nơi tâm tịch tĩnh, vì đây giống như có lạc mất chánh niệm tăng thượng pha sanh triển mỏng yếu, nên chưa được gọi là thành lương, chưa gọi là tĩnh lặng. Nhưng chỗ khởi tất cả các lậu, kiến, đạo, sở đoạn đều vĩnh viễn đoạn diệt, nên cũng gọi là thành lương, vì ở đường lai chẳng sanh pháp, nên cũng gọi là tĩnh lặng. Nhưng dị sanh kia thành tựu các tháng giải yếu kém, ở khắp tất cả pháp thuận lậu, tâm không tịch tĩnh, nên không được gọi là thanh lương, không được gọi là tĩnh lặng. Nên biết do bảy nhân duyên như vậy, mà trở lại thối giả sự tu học chân chánh. Trái với tướng đây, tức là bảy nhân duyên phẩm bạch, xuất ra trong pháp thiện thuyết tỉ nại ra rồi, chọn không thối thất xả bỏ sự tu học chân chánh. Lại nữa, nếu có bí sô nương bốn chủng đám trước xứ, nên biết kê hạnh bốn chủng tả hạnh. Những gì gọi là bốn chủng đám trước xứ? Như có bí sô ở nội ngoại xứ có tham ái nên năng cảm hậu hữu, và trong hiện pháp không phủi niết bàn là chủng đám trước xứ thứ nhất.
lại có bí rồi trước đã xả các việc bên ngoài như cha mẹ, mà lại có sự luyến tiếc trói buộc nơi tâm là chủng đám trước xứ thứ hai, lại như có người ở trong hiện pháp mong cầu tất cả lợi dưỡng cung kính. Đối với các lợi dưỡng cung kính đã được đám trước không xả là chủng đám trước xứ thứ ba, lại như có người là hữu học đã thấy dấu vết đế, có ngã mạng xót thừa ít phần bị sự đuổi theo của tham ái, ở trong sự tu tập xả bỏ mà lại trụ phóng dật là chủng đạp trước xứ thứ tư. Những gì gọi là bốn chủng tà hạnh, bộ đạp xả là đầu tiên phối thích hậu hữu, ở trong hiện pháp không phối niết bàn. Nếu các hữu học hành phóng dật do xứ đạp trước lực tăng thượng, phối thích chúng sống hỗn tạp cùng chúng tại gia và xuất gia, như vậy gọi là tà hạnh thứ nhất. Lại bồ đạc xà la trước phối thích hậu hữu, do lực phối thích hậu hữu tăng thượng nên phát khởi tà nguyện hành phạm hạnh, như vậy gọi là tà hạnh thứ hai. Lại bồ đạc xà la trước đã xả các việc bên ngoài mà có sự liên tiếp, kia do xứ đắm trước lực tăng thượng đang khiến thối thất xả bỏ sự tu học chân chánh, như vậy gọi là tà hạnh thứ ba. Lại bồ đạc xà la hiện tại mong cầu lợi dưỡng cung kính, ở nơi lợi dưỡng cung kính đã có được đắm trước không xả, do xứ đám trước đây lực tăng thượng nên hủy phạm giới luật, nói rộng cho đến âm như la ốc hành cầu hạnh, do kẻ kêu luyến tiếc lợi dưỡng cung kính nên không xả sở học, không thấy là tội công nhiên phạm giới, như vậy gọi là tà hạnh thứ tư. Lại nữa, có các bí xô ở nơi nghĩa bất thiện, từ người được nghe trùng trùng văn tự nhất nghĩa nhất ngôn liền ôm lòng do dự không sành hoàn hỉ, tác nghĩ này trong đây gì là thật. Lại có bốn chủng quán môn năng sanh trí kiến thành tịnh vi diệu không điền đảo. Những gì là bốn? Một, người rất tinh cần siêng năng quan sát khổ, diệu trí như thật đối với nhân thọ sanh. Hai, diệu trí như thật đối với nhân đường cá giữ gìn và nhân sở y. Ba, diệu trí như thật đối với nhân trụ. Bốn, diệu trí như thật đối với sở y, sở duyên, tự tánh, trợ bạn, thuận theo hành khổ vui, chẳng phải khổ vui. Lại có hai duyên nên như lai đoạn trừ do dự của bồ đạc xà la ở nơi nghĩa bất thiện. Một, hiện dạy trùng trùng văn tự biểu thị nhất nghĩa, văn có sai biệt, nghĩa không sai biệt, do đây năng khiến đoạn trừ do dự. Hai, năng hiển nghĩa rộng của thánh giáo, do đây năng khiến thông đạt nghĩa. Sao gọi là nghĩa rộng của thánh giáo? Từ tư lương địa cho đến lậu tận đều gọi là nghĩa rộng của thánh giáo. Trong đây ở ngàn mé là căn thành thục trụ, theo sự giáo hóa của chư Như Lai tương ứng vô ngã, khéo lãnh thọ kiên cố, tu tập thành tựu văn tư, thành tựu chánh kiến. Đây làm chỗ nương, đây làm kiến lập, một mình ở chốn A Lan Nhã, duyên nội ngoại xứ bốn chủng thức trụ, vì muốn đoạn diệt các thức hữu thủ mà tu tuần thần niệm, là chỗ nhiếp thọ của thắng Samatha và tỷ bát xá na. Do thân cận tu tập thế lực như vậy, phát sanh như thật duyên thức trụ thứ nhất, tiến đến hiện quán chỉ quán song hành, từ đây không gián đoạn, ở trong thánh đế năng nhập hiện quán. Lại trải qua tu tập như đạo đã thành tựu, dùng tiệm tiến mà hướng đến, năng đắc tất cả các lậu vĩnh viễn tận, như năng như thật duyên thức trụ thứ nhất cho đến như thật duyên thức trụ thứ tư, nên biết cũng vậy. Lại nữa, như trước đã thuyết bồ đạc xà la không phòng hộ căn môn, lúc các phiền não triển hiện tiền không thể xả bỏ, hai lực đối trị là tư trạch và tu tập thế gian suốt thế gian còn quá yếu kém, phiền não sanh rồi tánh nhiều bám chấp kiên cố, mà biết rõ kia tánh chấp kiên cố rồi nên đến chỗ của kia dùng các cảnh giới mà mị hoặc. Như vậy đối với bộ đặc giả là tánh chấp đám các phiền não triển mà kia được thuận tiện, mà vì muốn mị hoặc nên an đập sở duyên khiến kẻ kia tương tục trong ấy. Lại tức bộ đặc giả là không phòng hộ căn mồn, như vậy đối với bát niết bàn vì vui muốn thấp kém, vì gần gũi yêu thích thấp kém, ví như nhà được lập bằng cỏ lau mục nát, mà liền ở nơi kia gom nhóm cảnh giới đốt lửa khả ái khiến kia cháy rụi. Do hai nhân duyên kẻ kia thường bị sự khuất phục của cảnh giới, một vì triền chưa sanh khiến phát sanh, hai vì triền đã sanh khiến tương tục. Do bị cảnh giới ái khuất phục, khi rộng tìm kiếm các cảnh giới hay nhiều chủng chủng hạnh ác bất thiện, khi các hành tà ác hạnh như vậy, lại bị sự khuất phục của chủng chủng pháp ác bất thiện, hành tà hạnh rồi đi trong sự lạc đường, thuận dòng chảy mà trôi nổi, gọi là kẻ thuận lưu. Trái với tướng đây là chỗ có phẩm bạch, nên biết đây gọi là người không thuận lưu. Lại nữa, do tám chủng tướng nên biết nhiếp chung đạo chánh hạnh của hậu hữu Bồ Tát cùng với quả đạo thành phần thừa thù thắng là không gì vượt hơn.
Những gì là tám, đó là vì ai mẫn, vì bên trong dũng mãnh, vì tánh đế sát pháp nhẫn hiện tiền, vì năng xuất ly, vì bên trong tự phát khởi quán hành đế, vì khéo tu tránh kiến thế gian rộng lớn hiện tiền, vì thành tựu pháp bồ đề phần vô lậu thu được thành tịnh, vì khéo thành tịnh tu giác phần cùng tiến tu vô thượng thuần tịnh tu đạo, đường sáu chủng tu tập viên mãn nên thành tựu sáu chủng viên mãn đức tối thắng vô thượng. Trong đây nên biết các đại bồ tát trụ tối hậu hữu đối với các hữu tình nơi tâm trường thoại huân tu ải mẫn quán thấy các ngu phu đoạn nơi dòng sông tham ái thuận dòng chìm nổi bị bước bách bảy năm tướng khổ quán thấy như vậy rồi khởi sông đại bi. Những gì là năm? Một, thấy hữu tình kia rơi trong sông tham ái không trần tránh tầm tư, nước kia chẳng đáng ưa thích, thường bước bách xúc tổn. Hai, quán thấy nội ngoại sáu xứ của hữu tình kia có lửa ba độc ở hai bờ bước bách. Ba, thấy hữu tình kia bị chìm xuống dưới như ở cõi hạ dục giới có nhiều yếu khổ trùng trùng tai hoại, các ác độc châm trích bày bố khắp nơi. Bốn, thấy hữu tình kia chìm ở lương trường như tại cõi trùng sắc giới thiếu đi huệ nhãn thế gian giống như bị mù. Năm, quán thấy kia nổi ở trên như tại cõi thượng vô sắc giới tuy huệ nhãn thế gian đã viên mãn mà vẫn còn thiếu thánh huệ nhãn giống như hồn muội. Như vậy đã thấy các loại hữu tình rơi trong sông tham ái ở khắp tất cả đều không tịch tĩnh, hoặc rơi xuống nước, hoặc ở trên bờ, hoặc chìm xuống dưới, hoặc ở lương trường, hoặc nổi ở trên thượng sai biệt. Do thấy khổ bức bách để phát khởi đại bi gọi là ái mẫn. Lại, vị kia thành tựu ái mẫn đầy hoặc sanh nơi vương gia, hoặc sanh nhà quân sư, tùy chưa xuất gia mà bên trong dũng mãnh hưng thạnh. Này ta quyết định thông đạt dấu tích vi diệu, tu hành phạm hạnh chọn không thối chuyển. Như vậy gọi là bên trong dũng mãnh hưng thạnh. Lại vị kia chưa xuất gia mà ngồi một mình tư duy, liền năng chứng nhập tịnh tự đầu tiên. Về sau ở nơi pháp lão bệ tự của mình, của người, tránh quán sát sâu, năng chứng định. Như vậy gọi là tự bên trong tánh đế sát, pháp nhẫn hiện tiền. Lại đời trước vị kia đã sẵn tu tập thiện căn, nên thấu biết phát khởi tất cả thiện hạnh. Lại do lực dũng mãnh tánh đế sát, pháp nhẫn tăng thượng, liền năng xả bỏ diệu dục rộng lớn tịnh tín xuất ra. Tuy không được người thi thiết tránh phạm hạnh, mà năng tự nhiên thọ trì cấm giới. Do cấm giới đầy làm chỗ nương nên dần dần năng chứng cho đến phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy gọi là năng tránh xuất ly. Lại vị kia vì muốn xả bỏ đạo thế gian mà chân tránh cầu xuất ly. Do ở đời trước theo Chư Như Lai tránh đẳng giác chân tránh lắng nghe, đạt được xác tín rằng xuất ly rốt ráo không gì vượt hơn. Vì tích tập huân tu thân tương tục nên đối với đạo thế gian đều không vui tin. Do nhân duyên đây đến dưới cây bồ đề, tức nương thời trước quán đạo giả tưởng lão bệnh tử, ở nơi tường các đế quan sát thứ lớp khởi tư duy đầy các loại hữu tình thế gian đã ở trùng trùng hiểm nạn, các khổ có sanh có lão có bệnh có tử, nhưng không thể như thật rõ biết sanh lão bệnh tử đầy mà rốt ráo xuất ly. Như vậy thứ lớp quán lão tử, quán lão tử tập, quán lão tử diệt, quán năng hướng đến chứng lão tử diệt hành. Vì như lý tác ý làm chỗ nương, vì đã tích tập tư lương từ lâu xa nên dùng tuệ công sanh liền năng giác ngộ tất cả các pháp an trụ pháp tánh, pháp trụ pháp giới. Như vậy gọi là bên trong tự phát khởi quán sát đế hành. Lại vị kia muốn cầu đạo tận nên phương tiện phát khởi túc trụ niệm trí, nhớ nghĩ đời trước theo Chư Như Lai chánh đẳng giác đã từng tích tập phần tử đối với đạo động tận, do đây trường thầy phát khởi tích tập chánh kiến thế gian khiến hiện tại tiền dụng chánh kiến như điều dạy trào đầy làm chỗ nương, năng khiến Bồ Tát an tọa một chỗ cho đến chứng đắc rốt ráo lậu tận. Như vậy gọi là kéo tu chánh kiến rộng lớn hiện tiền. Lại vị kia sở hữu chánh kiến như điều dạy trào mà thứ lớp thắng tiến trước xa liền các dục địa dưới cho đến cao nhất là vô sở hữu xứ, lúc đắc hiện quán thánh đế để chứng vô lậu bốn niệm trụ cho đến sau cùng là tám thánh đạo tri, sở hữu tất cả pháp bồ đề phần và vị sau cùng đây nên biết cũng thâu nhiếp tất cả vị trước. Do đắc kia nên thành tựu quả bất hoàn, dụng pháp bồ đề phần vô lậu đã chứng đắc đây nên gọi là thu được thanh lương. Vị kia thành tựu rốt ráo an lạc thế gian và an lạc xuất thế vô lậu, như vậy thu được thanh lương gọi là lìa thiếu đốt. Do đạo thế gian cho đến đã lìa phiền não hệ buộc của vô sở hữu xứ, cũng đã xa lìa các phiền não kiến đạo sở đoạn gọi là lìa nhiệt não. Vì muốn vĩnh viễn đoạn không sót thừa phiền não hệ buộc của hữu đảnh, lại siêng tu thuần đạo vô lậu, chỗ gọi là tu tập giác trì vô thượng,
đây gọi là tiến tu, tu đạo vô thượng. Do tu đây trong phổ học địa tôn giáo viên mãn 6 chủng pháp tu. 1. Tu thánh thần thông tôn giáo viên mãn. 2. Tịnh tu năm căn tôn giáo viên mãn. 3. Chứng đắc địa hệ buộc của phiền não, bao gồm các tập khí không sót thừa tôn giáo viên mãn. 4. Chứng đắc bốn chủng lạc trú hiện pháp tôn giáo viên mãn. 5. Chứng đắc thế gian tịnh lợi giải thoát đẳng trí tôn giáo viên mãn. 6. Chứng đắc danh thân, văn thần, cú thần, được tùy chỗ muốn, được không khó khăn tuyên thuyết tránh pháp tôn giáo viên mãn. Nên biết trong đây tu tịnh tín càn tôn giáo viên mãn, đó là đối với niết bàn ý lạc thành tịnh. Tu tinh tấn càn tôn giáo viên mãn, tức là năng rõ mãnh khéo thành tịnh tạo tác nghĩa lợi ích đối với tất cả hữu tình. Tu tập niệm càn tôn giáo viên mãn, tức là khéo thành tịnh bà niệm trụ pháp vô vọng thất. Tu tập định càn tôn giáo viên mãn, tức là khéo thành tịnh ở nơi thánh trụ, thiền trụ và phạm trụ. Tu tập tuệ càn tôn giáo viên mãn, tức là khéo thành tịnh mười trí lực. Do vị kia năng trụ sáu xứ như vậy, nhân tu tập viên mãn được làm đại vương, chỗ gọi là pháp vương. Vị kia chứng đắc sáu chủng viên mãn đầy, do lực thánh thần thông tăng thượng nên được tài bảo giàu sang lớn tự tại viên mãn. Do lực các căn thành tịnh tăng thượng nên được nhà cửa to lớn tự tại viên mãn. Do lực đoạn các phiền não tăng thượng nên được an vui thọ dụng các tọa cụ, ngọa cụ tự tại viên mãn. Do lực hiện pháp lạc trú tăng thượng nên ở nơi nhà cửa, ngọa cụ, tọa cụ đầy đủ, chứng đắc không bị các tổn não bậc nhất, trụ an lạc lớn tự tại viên mãn. Do lực tĩnh lự giải thoát đẳng trí tăng thượng nên chứng đắc năng biện việc du hí, hỷ lạc tránh lợi ích cho tất cả hữu tình tự tại viên mãn. Do lực ở nơi các danh thần, cú thần, văn thần, được tùy chỗ muốn, được không khó khăn tuyên thuyết tránh pháp tăng thượng nên được làm pháp vương, năng đối với người phân bố bình đẳng thành tựu tác dụng tự tại viên mãn. Như vậy gọi là tu sáu xứ viên mãn làm chỗ nương, chứng đắc sáu chủng tự tại viên mãn. Lại nữa, lực có bốn chủng luận tầm cầu ngã. Do luận đây nên người có thần kiến chưa vĩnh viễn đoạn trừ thì tầm từ cầu ngã lớp lớp hiện hành. Sao gọi là bốn? Một, tầm cầu ngã lấy gì làm tự tánh? Hai, tầm cầu ngã là thường hay là vô thường? Ba, tầm cầu sao gọi là ngã? Ngã là thường hay vô thường? Bốn, tầm cầu sở hữu ngã trụ tại chỗ nào? Nên biết trong đây được có bốn chủng tầm cầu đối với ngã. Một, tầm cầu tự tánh. Hai, tầm cầu chuyển. Ba, tầm cầu nhân. Bốn, tầm cầu chỗ trú. Trong đây ba chủng khả đắc thi thiết các hành sai biệt, lại thi thiết đây chẳng phải điên đảo. Một chủng thứ tư do tất cả chủng chọn không khả đắc thi thiết sai biệt. Nên biết thi thiết tự tánh ngã, tức là thi thiết lấy 12 chủng xứ sanh khởi sáu thức. Kể cả thọ tưởng tư đầy làm ngã, quá đầy không có ngã khác khá có thể được. Lại tức ngã đây thể là vô thường do có sanh lão tử. Lại các hành đây vì ở trong các cõi lấy chủng chủng tự thể sanh khỏi sai biệt không thành thật nên gọi là như việc huyễn. Vì tưởng tầm kiến điên đảo tánh mê loạn nên gọi là như bóng nắng. Vì pháp khởi rồi tận nên gọi là có tăng giảm. Vì tánh sát na gọi là tạm thời. Vì lớp lớp hoại rồi những gì sót thừa gấp gấp tiếp nối gọi là nhanh chóng. Vì hiện tiền tương tục đến không từ đâu, đi không chỗ đến nên thuyết là xưa, không, này có rồi tàn diệt. Do tướng như vậy được thuyết sanh thần chuyển chuyển vô thường, cùng nhân sát na chuyển chuyển vô thường. Ba chủng như vậy, như lý thi thiết tự tánh của ngã, thi thiết hoặc chuyển hoặc nhân hoặc chỗ trú của ngã thì chọn không thể được. Bởi lẽ trong các hành, để tánh cách hành, riêng có thật ngã trụ trong các hành không thể có được. Do nhân duyên đầy trong phạm vi thế tục đế, các hành còn không thể thi thiết hạ hướng thắng nghĩa, cho nên một hướng nơi không lập không. Như vậy, do tâm như lý tác ý, vì văn tức liễu rõ, vì từ tức liễu hết thảy, vì tù tức liễu chân thật, như thứ lớp sai biệt ấy nói lời, phải nên hoan hỷ, phải nên tùy hỷ hết thảy, phải nên tùy hỷ khắp cả.